đứng hình trước cảnh tượng có 102 trên ghế sofa. Còn cu Tèo thì oan oan. Cô thấy chưa, cháu đã bảo chú Tân thích chơi trò này với mẹ cháu lắm mà. Và màn đánh ghen hay ho sau đó. Chồng là dân xây dựng cứ đi công trình suốt, thành thử ở nhà lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con Thủy thôi. Chồng vắng nhà nhưng Thủy chẳng buồn chán gì cả. Thay vào đó là cô ăn diện hơn và suốt ngày gọi bạn bè đến nhà mình ăn uống này nọ. Biết vợ như thế nhưng chồng Thủy không trách. Anh bảo công việc của anh hay đi xa nên vợ ở nhà gọi bạn đến chơi cho vui cũng được. Nhưng đến một ngày, hôm đó Tân, chồng con bạn thân của Thủy, chở hai mẹ con cô đi siêu thị về, giữ Tân ở lại chơi một lúc. Thủy bảo cu Tèo sang hàng xóm chơi nên cu cậu chạy tót đi ngay. Đuổi được con đi, Tân và Thủy vội vã đóng cửa lại, lên giường ân ái với nhau. Thủy và Tân phải lòng nhau đã hơn nửa năm nay rồi, cứ rảnh cái là hai người hẹn hò nhau vào nhà nghỉ hay đưa nhau về nhà ân ái như vợ chồng. Mẹ bảo sang nhà hàng xóm chơi, nhưng cu Tèo chỉ chơi lanh quanh ở cổng không đi đâu. Đúng lúc đó thì Hà, vợ của Tân đến, thấy Tèo chơi một mình, Hà liền xuống xe bế thằng bé lên và hỏi: "Tèo, sao con lại ra đây chơi một mình thế? Có phải là hư bị mẹ phạt phải không? Nào đi vào nhà với cô sẽ xin mẹ tha cho." "Con có hư đâu ạ, mẹ con đang bận nhảy sập sình trên giường rồi không để ý đến con đâu." "Thằng ranh này, thế bố con mới về hả nên bị đuổi ra ngoài này à? Thôi hai cô cháu mình ra quán ăn kem đợi bố mẹ cháu rồi vào nhà nhé." "Không ạ, bố cháu đi công tác đã về đâu ạ. Thế người đàn ông nào trong nhà với mẹ cháu vậy?" "Là chú Tân, chồng cô đấy ạ. Chú ấy toàn sang nhà cháu rồi đuổi cháu đi, xong rủ mẹ cháu lên giường nhảy sập sình thôi. Cháu biết thừa đấy." "Cháu nói gì vậy? Chồng cô nhảy sập sình với mẹ cháu à?" "Vâng, mẹ cháu và chú ấy đang chơi trò đấy trong kia kìa. Cô vào mà xem đi." "Đâu, đi theo cô vào nhà xem thế nào." Run rẩy trước những lời cu Tèo nói mà Hà tái mặt. Thế nào mà chồng cô và Thủy lại làm chuyện đấy được chứ? Không nên tin lời của trẻ con, phải đi xác thực mới được. Kéo cánh cửa to ra, cu Tèo và Hà ngó mắt vào bên trong xem thì Hà đứng hình trước cảnh tượng có 102 trên ghế sofa, còn cu Tèo thì oan oan. "Cô thấy chưa, cháu đã bảo chú Tân thích chơi trò này với mẹ cháu lắm mà." "Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?" "Tèo, cháu có thể sang nhà hàng xóm chơi một lúc được không? Cô có chuyện muốn nói với mẹ cháu." "Dạ, lại sang nhà hàng xóm ạ. Sao mọi người cứ đuổi cháu đi thế ạ?" "Thôi đi đi, rồi lát cô mua máy bay điều khiển cho. Cô nhớ đó nha." Đuổi được thằng Tèo đi, Hà giận tím mặt trước cảnh tượng này. Nhưng cửa bên trong khóa trái rồi, cô không tài nào vào được. Rút điện thoại ra, quay lại cảnh chồng và con bạn thân đang hì hục làm chuyện kia đến vã mồ hôi hột. Hà điên và gửi luôn đoạn clip đó cho chồng Thủy xem, rồi đập cửa như trái nhà, khiến Tân và Thủy hớt hải mặc đồ vào đi ra mở cửa. "Ơ Hà, mày đến tìm tao có chuyện gì thế?" Không nói không rằng, Hà tát bốp vào mặt Thủy, rồi túm tóc nghiến răng, giằng ngửa con bạn thân ra đánh không thương tiếc mà chì chiết. "Con bạn này, mày có chồng rồi mà mày vẫn còn gia giản ăn luôn cả chồng của bạn à? Tao coi mày là đứa bạn thân thiết như chị em, vậy mà mày chơi tao như thế, sao con ranh?" "Ơ, chắc mày nhầm rồi, tao và chồng mày có gì đâu. Bỏ tao ra, đau quá." "Không làm mà, xem đi. Chính con trai mày chỉ tao biết chúng mày đang ngoại tình trong căn nhà này đó." Ném chiếc điện thoại vào người của Thủy, Hà chạy đi vào phòng mở tủ rồi lôi chồng ra. Nhìn anh ta run cầm cập mà Hà cười khinh bỉ nói: "Vừa nãy còn tự tin hào hứng ân ái nhau thế cơ mà, sao giờ lại run như thế? Tôi đã làm gì hai người đâu, đúng là có tật giật mình đấy nhỉ." "Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh không phải nói câu nào nữa, về dọn đồ rời khỏi nhà tôi ngay. Còn mày, tình nghĩa chúng ta chấm dứt từ đây. Tao sẽ không làm gì mày, nhưng mày yên tâm, tao đã cho chồng mày xem đoạn clip này rồi. Chúc mày vui, con bạn điểu." Hà và Tân bỏ về nhà, Thủy ngồi dậy mà đau đớn nhục nhã vô cùng. Không ngờ sau mấy lần đưa Tân về nhà ân ái, cô lại bị bắt quả tang và đánh ghen như thế này. Ngồi thần thừ người ra suy nghĩ, chưa đầy 5 phút thì cả nhà chồng kéo nhau lũ lượt đến, cầm gậy gộc lôi Thủy ra giữa sân đánh và đuổi cô đi ngay lập tức.
Họ không chấp nhận đứa con dâu lăng loàn, phản bội chồng đến mức để con bắt được quả tang như thế này. Nhục nhã ê chề, Thủy ôm túi quần áo rời khỏi nhà chồng, mà người bầm dập vết thâm tím. Gạt nước mắt xót xa, cô mới ngẫm ra được một điều rằng, cái giá phải trả cho việc ngoại tình là quá đắt.